Này em có chiếc xe tay ga này. Con này giống mới đầu, mới nhìn giống như spicy vậy. À còng chim đây cái chị này, Honda này. Đấy, máy móc êm ru cho anh chị em mình luôn. Đó, à còng chim mà. Với chị gái Biên Hòa Đồng Nai bao nhiêu năm đây. Hôm nay chị quyết định đưa lên đổi một chiếc lít nè. Đèn nó gần rất chi là đẹp quá anh chị này. Honda giá rẻ cho anh chị em mình đi làm nhé. Bao nhiêu? Có 2 triệu bán anh chị em mình. Hả? 2 triệu 8 thôi. Còn ai to cao đẹp trai thì mình lấy chiếc B-Series này. Rồi em chạy mà thấy ghiền luôn á. Phụ nữ chạy thấy ghiền luôn, nói gì đàn ông nè. Trước phục sau luôn à. Phục trước phục sau lên á. Phục này mười mấy ly ta, mà to vậy ta. Đẹp lắm luôn các anh chị nhá. Con này biển số 61C2-09371. Xe này 2021 các anh chị nhá. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu một số dòng xe mới về cho anh chị và bạn. Bên cửa hàng xe máy Cao Lê, địa chỉ là 497 A Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Hôm nay thì nó về rất là nhiều dòng Future này, Wen Pha này, AB Lên Thái này, hoặc là những dòng xe đi làm vài triệu thôi. Nên anh chị bạn nào mua thì chịu khó mình tham khảo hết clip nha. Rồi Wen Pha này, rồi AB này, Vision này, số lượng rất là nhiều luôn. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có chị Hà sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị bạn. Mời chị Hà. Hello, chào mừng tất cả anh chị em lại quay trở lại với live của chợ xe 24 giờ cũng như cửa hàng xe Cao Lê em nhé. Lời đầu tiên thì em cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết là kính chúc tất cả anh chị em mình thật nhiều sức khỏe, bình an trên mọi nẻo đường. Hôm nay bên cửa hàng em lại về rất nhiều xe mới này. Em và Việt tiếp tục cập nhật báo giá cho anh chị em mình nhé. Anh chị em mình những ai chuẩn bị lãnh lương này, những ai lãnh lương rồi thì ghé tham quan mua sắm ủng hộ em nhé. Địa chỉ của em vẫn là 497A Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hai bên cửa hàng em cách nhau 10m thôi các anh chị nhé. Rất nhiều các dòng xe cho anh chị em mình làm phương tiện đi lại. Số ga côn bên em đều có các anh chị nhé. Vâng, anh chị em ghé tham quan một sắm ủng hộ em. Cửa hàng em có mua bán, có trao đổi, có hỗ trợ trả góp, có hỗ trợ ship xe cho anh chị em. Anh chị em ở xa thì đặt cọc 2-3 triệu em ship cho. Cửa hàng em miễn phí ship và tất cả anh chị em mình nhé. Vâng, cảm ơn cả nhà em đi like xe báo giá này. Hôm nay có mình những con xe giá rẻ này mà rất chi là đẹp nữa này. Đây, hôm nay em có chiếc xe tay ga này. Con này giống mới đầu, mới nhìn giống như spicy vậy. À còng chim đây cái chị này, Honda này. Đấy, máy móc êm ru cho anh chị em mình luôn. Đó, à còng chim mà. Với chị gái Biên Hòa Đồng Nai bao nhiêu năm đây. Hôm nay chị quyết định đưa lên đổi một chiếc lít nè. Đèn nó gần rất chi là đẹp quá anh chị này. Honda giá rẻ cho anh chị em mình đi làm nhé. Bao nhiêu? Có 2 triệu bán anh chị em mình. Hả? 2 triệu 8 thôi. 2 xe. Triệu 8 một chiếc xe còng chim Honda. Chiếc này biển 60 Đồng Nai các anh chị nhé. A còng stream này mọi người. Đấy, A còng chim này. Máy rất chi là ngon. Đấy, máy Honda nhá. 2 triệu 8 thôi. Đổi được xe nên là bán rẻ cho anh chị em mình, những ai thật sự ít tiền mình mua mình đi làm nhá. Ok. Vâng, đây hôm nay em có chiếc mới về, chiếc Attila Elizabeth này. Đó, nữ hoàng Elizabeth. Chiếc này đang còn inox đang bọc nguyên con luôn đây các anh chị này. Đây, một thời lừng danh thế giới của chị em phụ nữ. Đấy. Chắc đi nhắc lại không phải như ngày xưa mọi người đi xe này cong đít lên, em đang đi bộ. Em đang đi xe Căng Hải này. Xe đẹp lắm luôn các anh chị nhá. Biển 61 Bình Dương luôn. FI phun xăng điện tử nha các chị, inox bọc nguyên con luôn à. Cực kỳ đẹp luôn, gương kiếng hai xe, hai cái theo xe luôn. Con này đẹp á? Đẹp lắm luôn. Vâng, này chốt đơn bán này chị em mình 6.800.000 đồng. 6.800. 6.800 nha các chị nha. Đẹp lắm luôn. Sang lắm á chị gái thôi nhất. Đấy, cực kỳ đẹp luôn này. Ngồi coi có hợp với dáng em không nè. Đây. Đấy. Nhìn cũng sang chảnh như đâu tới nổi gì đâu đúng không? 6.800. Ai mua ủng hộ em nhé. 6.800 thôi. Rồi. Lấy xe tại cửa hàng vẫn bớt lục lá thay nhớt miễn phí, bảo hành bình đề cho tất cả anh chị em mình luôn. Vision màu trắng. Vâng, anh chị em mình ai thích Vision mình chốt Vision ngay chị nè. Vision này màu trắng, trắng nâu, biển 61 Bình Dương luôn. FI phun xăng điện tử nhá, xe cực kỳ đẹp luôn. Em bán anh chị em mình 13.900.000 đồng. 13.900. 13.900 nha các anh chị nhá. Rồi. Còn này ai thích AB đầu bò. AB
AB này là AB 24 15 rồi, cái vỏ này. Vỏ còn nguyên ta lông luôn, còn mới keng luôn á. AB 125 các anh chị nhá. Biển 61 Bình Dương luôn. Bán anh chị em mình 18.500.000 đồng. Xe cực kỳ đẹp luôn. Okay. Máy móc êm rin cho anh chị em mình nhá. 18 năm. Em có chiếc quay 50cc này. Cho con em mình học đi làm không cần bằng lái này các anh chị này. Chiếc này biển 69 Cà Mau các anh chị nhá. 50cc. Bán anh chị em mình 6.7 triệu. 6.7 triệu. Xe 50 cho con em mình đi học đi làm này. Xe 50 hôm nay em rất nhiều luôn. Ai mua cho xe cho con đi học thì ghé ủng hộ em nhé. Rồi, AB. Còn hôm nay em mới về chiếc AB 2017 các anh chị này. Đỏ xám đen 3 màu phối hợp. Chiếc xe này biển số 68 Kiên Giang nha các anh chị nhé. 68 Kiên Giang. Rất chi là đẹp và liền lạc cứng cáp luôn. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 22.900.000 đồng các anh chị nhé. 22.900. Còn ai to cao đẹp trai thì mình lấy chiếc BZ này. Rồi em chạy mà thấy ghiền luôn á. Phụ nữ chạy thấy ghiền luôn, nói gì đàn ông nè. Chạy ngon lắm luôn nha các anh chị nhá. Ai mà đã xa đã xài qua cái dòng này rồi này, chạy rất chi là ok này. BZ 2015 các anh chị nè. FI phun xăng điện tử nhá. Xe cực kỳ đẹp luôn. Biển 94 Bạc Liêu. Bán anh chị em mình 27 triệu 500 nhá. 27 triệu 500. Này mới đi xì ba về hết 1 triệu rưỡi đây. Rất là đẹp ạ. Đấy, đẹp lắm luôn các anh chị nè. Có chú nào mà đam mê thì lộng liêu. Đấy, tại vì cái dàn áo hôm là nó bị xuống màu rồi. Nên là bắt buộc xe cũ mà sơn lại dàn áo nó là chuyện bình thường thôi các chị ạ. Sơn lại cho nó đẹp ha. Cũ người mới mình. Xe này mua mới 7-80 triệu chứ đâu ít đâu. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Ai kết chốt này 275 các anh chị nhá. Rồi, Future. Đêm nay em có chiếc Future này là phiên bản 2013. FI phun xăng điện tử màu nâu cà phê. Bánh mâm thắng đĩa luôn các anh chị nhá. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Chốt đơn bán anh chị em mình 14.900.000 đồng với anh chị này. 14.900. Ai mua cũng em. Rồi có con Future này nữa cũng đẹp này. Ai thích Future LED mình chốt Future LED. Phù có ta. Future LED này nó ủa con này mới chạy có 4.541 cây à. Này lên cặp vợ phục này trước. Lên phục trước phục sau luôn à. Phục trước phục sau lên đó. Đấy. Phục này mười mấy ly ta mà to vậy ta. Đẹp lắm luôn các anh chị nhá. Con này biển số 61C209371. Xe này 2021 các anh chị nhá. Đấy, đát 2021 không biết đăng ký năm nào. Chạy 4.500 cây. Đẹp tuyệt vời luôn. Màu xanh đen nâu là ba màu phối hợp luôn đó các anh chị nhá. Liên lạc cứng cáp, máy móc êm rin cho anh chị em mình luôn. Chạy 4.500 cây. Chốt đơn bán anh chị em mình là 25.800 các anh chị nhá. 25.800. Ok. Ai mua ghé ủng hộ em. Màu đỏ luôn nha. Đỏ đen. Chiếc màu đỏ đen này. Chiếc này 2018-19 các anh chị nè. Biển số 71 Bến Tre nhé. Xe này hôm nay em chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 22.900.000 đồng thôi. 22.900 thôi các anh chị nhé. Ok. Vision. Hôm nay em có chiếc Vision này 2021-22 luôn các anh chị nè. Màu đỏ đô. Phiên bản khóa thông minh cao cấp các anh chị nhé. Biển số 60 Đồng Nai. Chốt đơn bán anh chị em mình 27.500.000 đồng. 27.500 nha các anh chị. Ok. Rồi Vision. Vâng. Vision này Vision đen nhám 2018. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Đừng mở thế tốt. Chốt đơn bán anh chị em mình 215 nha các chị nhá. 215. AB lên Thái này. AB lên Thái màu cam đen 2010 FI phun xăng điện tử các chị nhá. Biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 17.500.000 đồng. 17.500. 17.500 cái chị này, ai ít tiền hơn mình mua cái này nè. Cái này nó cũng lên Thái nhưng mà nó là bình xăng cơ 2008-09 các anh chị nhá. Chiếc này biển số 70 Tây Ninh. Chốt đơn bán anh chị em mình 11.500.000 đồng nha các anh chị. 11.500. Một năm này. Ai mua thì ghé ủng hộ em, rất nhiều xe cho anh chị em mình lựa chọn này. Chiếc này 2008 bình xăng cơ lên Thái nữa các anh chị nè. Chiếc này biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Biển số cũng đẹp nhỉ. 60168 nha. Biển số phát lộc phát tài luôn này. 11 năm nha các anh chị nhé. 11.500. Cực kỳ đẹp luôn. Ok. Cam đen. Có đây có con Elegant mới chưa? Elegant này mới lắm, mình đâu 2020 á. Đẹp keng luôn đó các anh chị ạ. Giá như vậy? Đen nhám. Con này bán anh chị em mình 9 triệu rưỡi. 9 triệu 9 à? 9 triệu rưỡi. 9 triệu 500 ngàn đồng. Con này biển số 67 An Giang các anh chị nè.
Nó bị anh Giang nhá. Rồi, 9,5 triệu. Surus 50 này. Con này cũng đẹp lắm. Surus 50 này 102 cái chị này mới đi 6.000 cây thôi nhá. Chiếc Elegant này biển số 60 Đồng Nai luôn này. Bán anh chị em mình 8,7 triệu này. Okay. Và chiếc Surus này biển Bình Dương. Surus này chạy rất là ok các chị này, máy êm rin này. Bán anh chị em mình 9 triệu các chị nhá. Ok. Quay S. Mấy chiếc cỏ mới về bán hết rồi, còn chiếc QS. QS này 7,5 triệu. Hôm nay bán anh chị em mình 7 triệu luôn. 7 triệu luôn. Để rồi, lâu là thấy Elegant 50 luôn này. Elegant 50 biển 59 thành phố Hồ Chí Minh này, em bán anh chị em mình 8,5 triệu này, lùi con nó ra cô quay luôn nhá. Lùi ra luôn. Chiếc Vision này 2020 luôn các chị nè. 2020 biển số 48 Đắk Nông. Quá thông minh cao cấp nha các chị nha. Biển số 48 Đắk Nông này. Bán anh chị em mình 23,5 triệu. Quá thông minh cao cấp. Màu đen nhám nha các chị nha. Đen nhám kết hợp với xám lông chuột. Ở trong nhà thì còn rất nhiều, nhưng mà trong nhà mai mình sẽ quay cho mọi người á. Hôm nay thì mình quay cửa hàng phía bên cho anh em á. Dạ, anh chị em theo chân em và Việt nhé. Hai bên cửa hàng cách nhau 10 mét thôi các chị này. Đây bên này cũng có rất nhiều xe luôn. Số gà côn bên em đều có này. Có chiếc Nô 5 mới về này. Nô 5 à? Nô 5. Xe này nó bọc keo nguyên con luôn này. Đang còn tháo ra dọn rửa tí. 1789. Biển số đẹp gì? Số đỉnh luôn đó. 17889 luôn. Đẹp quá luôn này. Cái này đang bọc keo đó, mai dọn rửa sạch sẽ đang đây này. Keo nè, giá nhiêu à? Bán chị em mình 9,3 triệu thôi. À, 9,3 triệu. 9,3 triệu. Ok. Elegant này bán luôn, bán mấy triệu, 5 triệu á? Đây bên trong này em đang còn rất nhiều xe luôn đây các chị này. Mấy bữa nay cũng bán rất nhiều luôn, bên nhà bên này là trống hết. Trên ơi, bật hết mấy cái bóng đèn lên coi. Liberty đẹp nhỉ? Liberty này có em trai thành phố Hồ Chí Minh đặt cọc rồi mà không biết bữa nào lấy. Chứ không là mấy bữa nay bán rồi đó chứ. Đây, bên này những giá xe tầm trung tầm vừa cho anh chị em mình đi làm này. Giá rất bình dân luôn các anh chị này. Giống như là Nô chiếc ra. Này Noza đi. Nhỏ nhắn xinh xắn. Chiếc này biển số 69 Cà Mau. Em bán anh chị em mình 11,5 triệu đồng. 11,5 triệu. Ai mua xe tay ga cho con gái đi học nè. Chiếc này Vespa 50cc 2021-22 gì đó các anh chị nhé. Biển số 83 Sóc Trăng. Vespa 50 nha các anh chị. Bán anh chị em mình 13,9 triệu. 13,9 triệu. Grander. Grander. Grander này biển 70 Tây Ninh nha. Bán anh chị em mình 17,9 triệu nhé. Màu xanh nâu rất chi là đẹp nè. Vision mẫu cũ. Vision mẫu cũ này biển 93 Bình Phước. Bán anh chị em mình 12,9 triệu. Rồi Mio. Mio Classico này. Biển 61 Bình Dương. Em bán anh chị em mình 10,3. Màu vàng chanh các chị nhé. 10,3 triệu. Winner V1. Winner V1 18 triệu thôi các chị ạ. Quá rẻ luôn này. À, cặp vỏ trước vỏ sau còn mới này. Máy êm zin này. AB này vậy? AB đầu bò đó. Bán 11 chấn luôn. 11 chấn. Gian nốt 61 Bình Dương. Gian nốt 68 rồi. Gian nốt biển 68 69 bán anh chị em mình 15,9 triệu luôn. Rồi con Lick. Đất FI phun xăng điện tử này. Liền lạc chạy rất là ok. Có 9,3 triệu thôi các anh chị nha. 9,3 triệu. Rồi trong này có đầu viết 125. 125 có 150 bên trong có con nữa kìa. Nờ viết này 125 các chị này. Màu trắng đen. Biển 61 Bình Dương. Bán anh chị em mình 19,3 thôi. Rồi Vario 125. Vario 125 này 2020-21 các anh chị này. Biển 67 An Giang màu vàng cam vàng đen nha các anh chị nhé. Cam đen. Bán anh chị em mình 30,5 triệu thôi. 30,500. Ok. Rồi chiếc này là Winner X. Bán anh chị em mình 19,5. 19,5. Biển 67 An Giang các anh chị nhé. Winner V1. Winner V1 này 19 triệu. Liền lạc cứng cáp, máy êm zin cho anh chị em mình. Ẹc 135 này bán anh chị em mình 15,5 triệu. 15,5 triệu. Chiếc này Rider này. 30,5 rồi. 30,5. Winner V1. Winner V1 này 18 triệu các anh chị này. Rider này lỗ mấy triệu rồi đây. Xả chắc phải xả lỗ tiếp thôi. Ai lấy xe tại cửa hàng bán 29 triệu luôn. Hôm nay em có chiếc này này. Asilo này. Asilo. Tay côn mà giá rất con rẻ luôn. Hai bình đẹp nha. Đổi được xe thì bán rẻ đại đi cho anh chị em chứ.
người ta mua cửa hàng khác 10 triệu rưỡi thì hôm nay em bán anh chị em mình 8 triệu 9 này. 8 triệu 9 thôi. Biển số 64 Vĩnh Long nhé. Okay. Rồi, con bên này là Vespa màu xám nhám. Màu đặc biệt đấy. Biển Vespa này, Vespa 50 các anh chị nhé. Biển vậy? 60 Đồng Nai. Bán anh chị em mình 13 triệu 7. 13 triệu 7. AB. AB này 2008 bình xăng cơ lên Thái các anh chị nhé. Biển 69 Cà Mau bán anh chị em mình 11 triệu 500. 1 triệu 500. Grander. Grander này 18 triệu 9 các anh chị này. Biển 93 Bình Phước 2016 nhé. Chiếc AB này 2008 bình xăng cơ lên Thái 11 năm cho anh chị em mình. Tiếp tục. Chiếc AB 2010 biển số 36 15 năm các anh chị nhé. FI phun xăng điện tử. AB đầu bò. Em có chiếc AB đầu bò này trắng đỏ đen 3 màu phối hợp cho anh chị em mình này. Bán anh chị em mình 11 triệu 900 biển số 83 Sóc Trăng nhé. Okay. Sóc Trăng. Chiếc Lít này biển 60 Đồng Nai này. Em bán anh chị em mình 17 triệu 9. 17 triệu 9. Ad 135 này. Ad 135 này bán anh chị em mình 15 năm. Hôm nay còn con à? À bên kia con nữa, hai con. Chiếc rồi, này Novo 6 này. Novo 6 biển số 47 các anh chị này. Bán anh chị em mình 12 năm thôi nhé. 12 năm. Vision. Vision này màu xám bạc biển 60 Đồng Nai. Em bán anh chị em mình 13 năm. 13 năm. Tiếp tục Vision trắng này. Vision trắng này biển số 77 Bình Định này. 2016 em bán anh chị em mình 18 triệu 9 này. Chiếc Lít này 2011 các anh chị này. Biển 93 Bình Phước em bán anh chị em mình 10 triệu 300 ngàn đồng thôi nhé. 10 triệu 300. Đây sáng giờ bán trúng nhà đi đây. Đấy, hai bên bán rất nhiều luôn các anh chị này. Này em có chiếc NVS 155 nữa đây. Ai mua ủng hộ em này. 155 có 19.2 thôi, rẻ hơn là 125 luôn á. 155 các anh chị nhá. Biển 60 Đồng Nai. 19.200. À, 19.2. Thắng ABS luôn nha. Thắng ABS luôn. Rồi. Grander. Grander này 17 triệu 9 các anh chị ạ. Màu xanh đen nhá. Quay Redick. Redick này 13 triệu. Chiếc này biển 60 Đồng Nai 2019-20 luôn. Biển 60 nó bán anh chị em mình 14 triệu. 14 triệu. FI phun xăng điện tử các anh chị nhá. Đây bên trong này còn rất nhiều luôn nữa các anh chị này. Đây bữa nay bán này. Nay bên này bán nhiều hơn bên kia luôn á. Trống hết rồi. Này AB 2010 FI phun xăng điện tử các anh chị này, màu đen bạc. Chiếc này biển 61 Bình Dương các anh chị nhá. Cái này bán anh chị em mình 14 triệu 800. 14 triệu 800. Novo Novo 4 6. Này. Không quên Novo 6 chứ. Novo 6 này đang bọc keo nguyên con luôn á các anh chị này. Đẹp á. Bán anh chị em mình 12 triệu 500 ngàn đồng thôi. 12 triệu 500. 12 năm thôi các chị nhé. Còn AB. AB này màu vàng đồng tem 3D bán anh chị em mình 17 năm thôi. Biển số 85 nha các chị nhé. Rồi. Còn đen nhám mới về này. Đen nhám mới về này em bán anh chị em mình 18.3 thôi. 18 triệu 300. Rồi. Inmalute. Inmalute này bán anh chị em mình 11 năm thôi. 11 năm. Classico. Mio. Bán anh chị em mình 7 triệu rưỡi thôi. 7 triệu rưỡi. Xe thì nhiều. Thời buổi lời lãi gì tầm này nữa. Anh chị em mình ủng hộ là vui rồi. Ngày nào cũng anh chị em ủng hộ. Lít 9-10 chiếc, mười mấy chiếc là ok rồi. Chiếc Lít này 2013 các anh chị này. Biển 66 Đồng Tháp các anh chị nhé. Bán anh chị em mình 10 triệu 900 ngàn đồng thôi. 10 triệu 900. Luviat. Luviat này biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. 2015-16 các anh chị nhé. Bán anh chị em mình 12 triệu 500. 12 triệu 500. À, con này là Future. Bụng bự. Con này nó xếp xe kiểu gì trời. Future bụng bự này, biển số 72 Vũng Tàu em bán anh chị em mình 17 triệu 9 nhá. Surus nữa đây. Chiếc Surus này biển số 48 Đắk Nông em bán anh chị em mình 10 triệu rưỡi. Vision màu cũ. Vision màu cũ này em bán anh chị em mình 14 năm này. Xe này cực kỳ đẹp luôn ấy, màu xám xi măng. Xe đẹp lắm luôn mà chưa thấy có duyên với ai này. Chiếc này rồi. Đẹp mà máy ngon. Tem lại còn tem SH nữa. Surus. Mở khóa không tắt. Surus này bán anh chị em mình 14 triệu 7 2020. Rồi, Inmalute phía sau luôn đi chị. Inmalute màu đỏ này là 10 triệu rưỡi các anh chị này. 10 triệu rưỡi. Đúng rồi, chiếc này có 9 triệu thôi. Chiếc Vision này. Vision này biển 61 Bình Dương. Bán anh chị em mình 20.5 đấy nhá. 20 triệu rưỡi. Tiếp tục Vision màu đen. Vision màu đen này chỉ có 13 năm thôi, biển 66 Đồng Tháp các anh chị nhá. AB cam đen lên Thái này. Bình xăng cơ các anh chị nha, 11 năm. Con AB đầu bò ở ngoài đó 10 triệu rưỡi thôi các anh chị ạ. 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi. Đợt này mình nghĩ là xe nó quá rẻ luôn. Qua xe quá rẻ. So với đợt trước rất nhiều luôn. À, xuống dốc rất nhiều luôn. Ai mua xe thì mua vào thời điểm này rất là ok này. Chứ em sợ cuối năm khả năng xe lại lên giá đấy.
Năm nào mà cuối năm cũng đấy, lên giá. Cuối năm mà là có phải cái năm giá. Nào mà chả lên giá. Rồi. AB. AB này, xe này bọc keo nguyên con, em mới lột keo đây này. Mới lột mà còn miếng bửng này chưa gắn vào đây. Đẹp mà, quá luôn này. Đẹp. Bán anh chị em mình 21 năm thôi nhá. 21 năm. Chiếc này biển thành phố Hồ Chí Minh này, có ai kêu em chụp hình mà gửi mà chưa quên mất rồi. Rồi, chiếc quay này quay RX 110 2020. Biển số 71 Bến Tre, bán anh chị em mình 15 năm. Click. Click này chính chủ công chứng này. Ai muốn sang tên thì lấy con này này. Bán anh chị em mình 10 triệu rưỡi biển thành phố nhá. Vision. Vision này biển số 36. Bán anh chị em mình 17 triệu 9 2016. Novo 6. Novo 6 biển thành phố Hồ Chí Minh này. Bán anh chị em mình 12 năm thôi. Noza. Noza 11 năm biển thành phố nha các anh chị nhá. Rồi Luviat. Luviat biển 62 Long An này, bán anh chị em mình 12 năm luôn. Ok. Trong này thì có Noza màu đen này. Em có chiếc Noza màu đen này nè. Da màu đen đẹp lắm luôn đây các anh chị này. Bán anh chị em mình 10 triệu 9 thôi nhá. 10 triệu 9. Nhớ biển số AB đầu bò này 11 9. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh này. Rồi Sirius. Sirius này biển số 69 2021 22 luôn các anh chị này, cực kỳ đẹp luôn nhá. Màu đỏ đen. Bánh mâm thắng đĩa này. Bán anh chị em mình 14 triệu 700. Okay. AB 125. AB 125 này. Cái này là tem 3D nha các anh chị nha. Bán anh chị em mình 17 năm thôi biển thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, còn chiếc lít này 2012 biển số 47 Đắk Lắk. Bán anh chị em mình 103 thôi. 103. Đấy. Con này thì AB 125. AB đâu có. AB 2008 110. 28. Lên Thái các anh chị nha. Đấy, AB 2008 lên Thái, chiếc này biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Bán anh chị em mình 11 năm. Ok. Đấy. Đó là toàn bộ cái lô xe ở cửa hàng bên này. Còn cái cửa hàng bên kia thì còn quá nhiều rồi. Ngày mai mình sẽ quay cho anh em gấp đôi gấp ba bên này luôn. Anh chị em mình ở gần thì cố gắng bớt chút thời gian, cứ ghé hai bên cửa hàng em, chỉ cách nhau 10 mét thôi. Anh chị em mình cứ ghé tham quan mua sắm ủng hộ em nhé. Lựa chọn cho mình những chiếc xe đẹp phù hợp với túi tiền và công việc của mình để làm phương tiện đi lại nhé các anh chị nhé. Vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Một lần nữa kính chúc tất cả anh chị em mình dồi dào sức khỏe, bình an trên mọi nẻo đường. Ai mua xe nhớ ghé ủng hộ em nhé. Chuyên mua bán trao đổi tất cả dòng xe đã qua sử dụng nha các anh chị nha. Có mua bán, có hỗ trợ trả góp, có hỗ trợ ship xe cho anh chị em mình luôn. Vâng, cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người nhé.